Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức trao tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tuấn Khoa. Tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 217 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động quan trọng được tổ chức công đoàn tỉnh quan tâm triển khai hàng năm. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giúp đoàn viên người lao động hiểu rõ vai trò của tổ chức công đoàn, tạo động lực để động viên khích lệ đoàn viên người lao động làm việc tốt hơn.